Các bạn nhìn thấy màn hình full chưa các bạn ơi? Các bạn nhìn thấy màn hình full chưa các bạn? Dạ thấy rồi. Rồi. Hôm trước là mình học xong là cách đọc VD và đuôi SVS. À, hôm nay mình sẽ tiếp tục cái phần này ha, là với cái phần là word reduction, là contraction, cái từ viết tắt các bạn ha, những từ viết tắt, cách đọc những từ viết tắt như thế nào. Rồi, chữ đầu tiên đó chính là they will viết tắt như thế này ha. Mình sẽ đọc là they'll. Ví dụ they'll be back. Chữ bạn ha, they will viết tắt đọc là they'll. Rồi một bạn đọc cô cái từ viết tắt này ha, và đọc cái câu ví dụ luôn. Cô mời bạn Minh Sơn. Cô là they'll be back. À, they'll be back đây ha. Rồi từ thứ hai là he will viết tắt đọc là he'll. Ví dụ he'll do that tomorrow. Ok ha, đọc giúp cô từ từ số 2. He will. À, cô mời bạn Tư Duy. Bạn Duy ơi. Dạ tôi cô là he'll. Ok ha, ví dụ he'll do that tomorrow. Ok ha, he'll do that tomorrow. Next. Tiếp theo là có từ là she will, viết tắt đọc là she'll. Ví dụ she'll do that tomorrow, ngày mai quay sẽ làm điều đó. She'll do that tomorrow. Rồi cái câu này ha, cô mời bạn không Văn Trung. Các bạn có là she will. Rồi. Đọc câu ví dụ cô ha. Đọc là she'll. Em thấy em chữ này là chị yeah, yeah. Chị kêu các bạn ha. She'll do that tomorrow. Ok ha, giống chị heal này ha, đây là heal, này là she'll. À, cái phần cái từ viết tắt này các bạn ha, các bạn sẽ gặp rất là nhiều trong cái bài nghe, cho nên là mình nhớ để ý ha. Khi mới đọc ví dụ nào là chị she'll là bạn biết đang đọc chữ là she will á ha. She'll. Tiếp theo chữ it will viết tắt là either. Ví dụ it'll be okay nó sẽ ổn thôi ha, it'll be okay. Either, các bạn nghe rõ không? Either ha, either. Rồi đọc giúp cô ta cái từ này ha, cô mời bạn mời bạn Xuân Hồng. Dạ yeah, cô là it will. Idol, đọc là idol. Idol. Ok ha, ví dụ it'll be okay. Rồi ha, it'll be okay. Rồi tiếp theo ha, từ that will. Âm là âm the, các bạn nhớ trước mình học này, âm the ha, that will. Rồi viết tắt là that'll. Rồi ví dụ ha, that'll be all. Rồi đọc cô cái từ này ha, cô mời bạn ha. Mời bạn Ngọc Châu. Để cho cô là that will. That'll be on. Tiếp theo ha, they are, viết tắt là there. Nó đọc đúng chữ there là ở đó bạn, hay là there is, there are, có ha. There. Ồ ha, là giống hoàn toàn như này, không khác gì hết. Yeah, but there, đúng không? There. Các bạn để phiên âm cho cô này ha.
để cái phiên âm này ha, cô sẽ mở cái từ tiếp theo là từ đây cái tắt đọc là there. Bạn không tắt sẽ đọc là there. Các bạn nhìn ha, cái phiên âm này ha, cái từ này ha giống nhau hoàn toàn các bạn ha, và nó giống cái từ there của họ nữa ha, nó giống chuyện này, tính từ sở hữu của bạn ha, của họ. There, ba từ này giống nhau hoàn toàn ha. There, there, there. Rồi. Ví dụ ha, they're standing in front of a table. They're standing in front of a table. There, 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 ha, there. Chữ này là bằng they ha, này là are, nhưng mà viết tắt sẽ là there ha. There, they're standing in front of a table. Đọc giúp cô cái từ này ha. Cô mời bạn ha. Mời bạn Chí Ngoan. Bạn Ngoan ơi. Dạ alo. Rồi, đọc giúp cô từ này ha. There. There. Ví dụ. There. They are standing in from up a table. They're standing in front of a table. Huh? They're standing in front of a table. Okay, ha, tiếp. You are này khi mình tắt sẽ đọc là your. You're beautiful. You are này đọc là your. Cô mời bạn Thành Nhân đọc giúp cô chuyện này. Thành Nhân ơi. Dạ cô là your. Rồi, tắt your. Your. Your beautiful. Your beautiful. Your beautiful. Okay, ha, tiếp. I have. I have. Thì chữ have này khi mà viết tắt nó đọc là I've, ví dụ I've done that many times. I've done that many times. Tập chữ vờ thôi bạn ha. I've. Rồi, tập giúp cô từ cái tắt của I have ha. Cô mời bạn ha. Gia Huy. I've done that many times. Chỗ này đọc là have. Các bạn có cái này ha. Have. Okay, ha. Rồi tiếp. Tiếp theo là I would. Rồi chữ would này nó sẽ viết tắt thành chữ the, bạn hãy đọc là I'd. Các bạn nghe rõ không? I'd. Ví dụ ha, I'd like a cup of tea. I'd like a cup of tea. I'd like a cup of tea. Rồi, đọc giúp cô chữ này ha, I would. Cô mời bạn ha. Toàn Nam. I'd like a cup of tea. Đọc lại này ha. I'd like a cup of tea. Tea. Y dài ha. Tea. Tea. Okay, ha. Rồi tiếp. Từ on not thì sẽ viết tắt đọc thành aren't. 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 Ha. Ví dụ aren't they new inspectors. Aren't they new inspectors. Ha. Viết tắt mới đọc thành chữ aren't cô ha. Rồi. Chữ cô từ này ha. Are not. Viết tắt đọc thành aren't. Cô mời bạn Cẩm Quỳnh. Cô là are not they new inspectors. On the new inspectors. Okay ha. Rồi, nhớ cách đọc cái viết tắt nhớ bạn. Giờ mình sẽ chuyển sang phần luyện tập cái câu ha. Các bạn sẽ nghe cái viết tắt nó đọc cái câu. Ví dụ chữ này ha, how's it going. Các bạn này chú ý cái này nó liên quan tới âm nữa ha. Chữ how's này đúng không, thêm s. Cái này là how is, viết tắt của chữ is này ha. Khi mà mình đọc nó chữ này thì nó sẽ đổi thành âm giờ này các bạn. Chữ này là âm giờ. Chưa? Tại vì sao các bạn nhớ lấy thêm s xong, các bạn nhớ lấy thêm s xong, thêm s vào cái từ mà tặng cùng là một âm hữu thanh thì nó sẽ đọc là âm giờ, thêm s vào một cái từ tặng cùng là âm vô thanh sẽ đọc là âm s, được chưa? Còn này là chữ how thì âm cuối cùng nó là âm gì các bạn? Âm ao, nó là nguyên âm đó ha. Đây là chữ is viết tắt các bạn, chữ is viết tắt là như này ha. Rồi mình sẽ đọc là how's, và nó nói chữ it viết sao, nó là how's it going, được chưa? Rồi các bạn nghe thử ha.
Very common expressions with contractions. How's it going? What's up? How's it going? How's it going? How's it going? Mọi người là how's it going, how's it going, how's it going, ha? Huh? Rồi, đọc cho cô câu số 1, cô mời bạn ha. Anh Thư. How's it going? Ok ha, huh? How's it going? Tiếp thứ hai là what's up. Rồi, chữ này ha, huh? Chữ S này nó cũng giống như trên nhưng mà chỗ này là chữ what thì tặng cùng là chữ C các bạn ha. Huh? Âm th là âm vô thanh, ha? Âm th là âm vô thanh cho nên thêm s vào đọc thêm vô thanh chỉ là c thôi. What's và nó nối âm ha, nối với chữ âm phía sau đó là what's up, what's up, what's up. Thì các bạn chữ s này nó sẽ nối với nguyên âm ở phía sau. Các nguyên tắc nối âm nó cũng rất là quan trọng ha. Các bạn nghe cô hướng dẫn rồi ha. Khi mà nối âm á thì là một từ á mà có tác bằng một phụ âm. Các bạn biết phụ âm không? Phụ âm nguyên các bạn biết cái nguyên âm mà suy ra là đồng phụ âm ha. Nguyên âm là bắt đầu chữ u, chữ e, chữ o, chữ a, chữ y là nguyên âm các bạn ha. Còn tất cả các âm còn lại đều là phụ âm hết, được chưa? Thì một từ mà kết thúc bằng một phụ âm và từ tiếp theo bắt đầu bằng một nguyên âm thì cái phụ âm của âm đầu tiên á, của từ đầu tiên á ha, nó sẽ nối với cái nguyên âm bắt đầu của từ tiếp theo. Ví dụ chữ này ha, là chữ s này nó sẽ nối với chữ up này đọc là what's up, what's up, what's up ha. Hay là WhatsApp đó là tùy ví dụ của nó còn đây nhưng mà cái sờ này nó sẽ nối với chị up ở phía sau ha, các bạn nghe nè. What's up? What's up? What's up? What's up? Các bạn nghe nè. What's up? Cái sờ này nối với chị up này ha. What's up? What's up? Ok, đọc cho cô câu number 2 ha, cô mời bạn ha. Như Quỳnh. Dạ thưa cô là what's up? Ok ha, mời em. Rồi number 3. Number 3 là cái chữ này viết tắt của chữ gì? Chữ O ha, nhưng mà trong này nó sẽ đọc thành O. What are you doing? What are you doing? What are các bạn ha? What are you doing? Rồi các bạn nghe câu này ha. What are you doing? 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 What have you been... Sorry. What's up? What are you doing? What are you doing? What are you doing? Thì ơ các bạn ha, what are you doing? What are you doing? Đọc cho cô number 3 ha, cô mời bạn ha. Minh Sơn. Bạn Minh Sơn đọc cho cô number 3, Minh Sơn ơi. Cô là what are you doing? What are you doing ha? Thì đây là đọc ơ các bạn ha, what are you doing? What are you doing? Tiếp. Chữ này sẽ là water, water, các bạn ha, of, chữ thờ với chữ vờ này ha, sẽ đọc là water, what have you been up to, các bạn nghe ha. What have you been up to? What have you been up to? Một cái nữa cần chú ý đó là khi mà đây là cái giọng đây là giọng Anh Mỹ ha, thì chữ thờ nó không được nhắn được với chữ đờ, nó đọc là what have, ha, chữ đờ. What have you been up to, what have you been up to, what have you been up to? Boing. What have you been up to? What have you been up to? Đọc cho cô câu này ha, cô mời bạn ha. Quang Trường. What have you been up to? What have you been up to? Okay ha, tiếp. What's the matter? Này tương tự ha. What's the matter? I'm sorry. What's the matter? What's the matter? Hôm nay mình sẽ học cái phần liên quan tới anh Mỹ luôn ha. Cái chữ matter này ha, nếu mà anh nó sẽ đọc là matter, còn anh Mỹ á sẽ đọc là matter, matter ha. Chữ thờ nó không được nhắn này, nó đứng giữa hai nguyên âm này sẽ đổi thành chữ đờ các bạn ha. Matter, what's the matter? What's the matter? What's the matter? Đặt cho cô câu số 5 ha, cô mời bạn Tất Thành. What the matter? What's the matter? What's the matter? What's the matter? Okay ha. Number 6 này ha, tương tự này chỉ này là làm trò này ha. Water, what will it be? Chỉ L này nó rất dễ ha. Nó là what will it be? What will it be? What will it be? Bạn nghe ha. What will it be? Matter. What will it be? What's the matter? What'll it be? What'll it be? Các bạn nghe được không? What'll it be? Chữ L này nối với chữ S đọc là let ha. Chữ thờ nối với chữ L này. What'll it be?
What will it be? À, cô mời bạn ha. Thanh Mai đọc cho cô câu này, bạn Thanh Mai ơi. Yeah. What will it be? Okay, ha. What will it be? Next, number 7, ha. Tương tự là that'll be all. 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 Okay, ha. Cô mời bạn ha. Thanh Hồng, đọc cho cô câu này, bạn Thanh Hồng ơi. Dạ, cô là that'll be all. Okay, ha. Tiếp. It'll be hot. It'll be hot. It'll be hot. It'll be hot. Not it though, ha. It'll be hot. Number 8, đọc cho cô number 8 ha. Cô mời bạn Phát Đạt. It'll be hot. Okay, ha. Tiếp. It'll be good. It'll be good. It'll be good. À, number 9. Cô mời bạn Quang Vinh. It'll be good. It'll be good. It'll be good. Okay, ha. Number 10. It'll rain. It'll rain. Chữ này nãy mình học rồi ha. It'll rain. Alright, it'll rain. It'll rain. It'll rain. Alright, number 10, cô mời bạn ha. Thanh Nhã, bạn của cô number 10, bạn Nhã ơi. It'll rain. Rồi ha, it'll rain. Rồi, tiếp number 11 ha. Have you been? Have you been? Have you been? Này là chữ bờ thôi ha. Have you been? Đọc cho cô là number 10, number 11 ha. Cô mời bạn ha. Quan Trường. Have you been? Where are you going? Rồi, chữ này các bạn ha, chữ này là where. Cái này á, nãy con nói bạn biết tắt cái đọc trong cái câu, trong câu này sẽ là chữ ơ ha. Where you been? Này là tầng cùng là chữ ơ rồi, đây ơ, nên là cái chữ này là như lướt luôn, nó không đọc là where you been. Where you going? Rồi, nghe lại cô ha. Where are you going? Not where are you going? Đọc giúp cô number 12, cô mời bạn ha. Tính. Number 12, tính rồi. Dạ thưa cô là Where are you going? Tính tự number 13. Where's he from? Rồi, cái này các bạn chú ý ha. À, cái này là nối âm nữa bạn. Chữ hi này ha, chữ hi và chữ hơ khi mà nối âm á, chữ h nó sẽ câm luôn bạn, nó sẽ không đọc chữ h. Là where's he from, các bạn sẽ nghe là where's he from. Là chữ where này đúng không? Chữ where này tận cùng là âm er đúng không? Âm er nó là nguyên âm, tất cả nguyên âm đều là hữu thanh, thêm cái này vô á. Chữ is viết tắt này ha, sẽ đọc là âm giờ là where's. Và nó nối với chữ hi phía sau, chữ hi á là nó sẽ bỏ chữ hờ luôn ha, đọc là where's he from. Bạn nghe lại ha. Chữ hi nè, chữ hi, chữ hơ nè. Where's he from? Các bạn nghe where's he from. Rồi, đọc cái câu number 13 ha, cô mời bạn ha. À, Quan Trung. Yeah, where's he from? Okay, ha. Number 14. Rồi, where they from? Ha. Number 14. Where are they from? Where they from? Tập trung vào number 14 ha, cô mời bạn ha. À, Ngọc Châu. Dạ thưa cô là.
Where are they from? Where are they from? Alright, number 15. I'd like that. I'd like that. I'd like that. Không mời bạn ha. Bạn trong. I like that. I'd like that. I'd like that. Okay, number 16. Who's calling? Who's calling? Who's calling? What's new? Who's calling? Who's calling? Who's calling? Mom, ai gọi đó ha? Who's calling? Ai, mời bạn Như Quỳnh. Vậy thứ câu là who's calling? Okay, who's calling? Number 17, what's new? What's new? Where are they from? Who's calling? What's new? What's new? What's new? Number 17, cô mời bạn Duy được cô con này bạn Duy ơi. Thưa cô là what's new? Okay ha. Number 18. I'm fine. I'm fine. I am viết tắt đọc là I'm ha. I'm fine. I'm fine. Number 18, cô mời bạn anh Thư. Anh Thư ơi. Mà đọc cho cô câu số 18 ha. I'm fine. I'm fine. I'm fine. Okay ha. Rồi, giờ mình sẽ chuyển sang cái phần tiếp theo đó là phần word stress, là phần dấu nhấn các bạn ha. Rồi, thường các bạn ha, thường thì danh từ mà có hai âm tiết thì dấu nhấn nó sẽ nằm âm đầu tiên. Thường các bạn. Cái quy tắc này nó chỉ đúng khoảng 70 đến 80% thôi ha, chứ không phải 100%, phải danh từ nằm nhấn hai âm tiết là nhấn đầu ha. Bạn nào nói gì rồi các bạn ơi? Trung nói gì Trung? Dạ không, em quên tắt tiếng. Rồi. Rồi, danh từ có hai âm tiết ha, thường là danh từ có âm tiết thì sẽ nhấn âm 1 ha. Ví dụ từ sofa ha, sofa đây là dấu nhấn này các bạn ha. Dấu nhấn thì mình sẽ thêm dấu sắc vào để mình đọc ha. Sofa, sofa, được chưa? Rồi, hay là oven, oven, finger, finger, finger ha. Thì mình sẽ nhấn âm 1 các bạn ha. Sofa, oven và finger. Rồi, tập cho cô cái cục đầu tiên ha. Cô mời bạn mời bạn Ngoan đi ha. Đọc cho cô cục đầu tiên bạn Ngoan ơi. Dạ. Rồi, chỗ này làm sao đây? Sofa. Sofa. Sofa, hãy làm ơ này ha. Đọc lại. Sofa. Sofa. Rồi, tiếp. Oven. Oven. Finger. Finger. Ok ha. Rồi, cục thứ hai này ha. Uncle. Đây là âm ngờ đấy bạn ha. Uncle. Uncle. Thứ hai là carpet. Carpet. Father, father, children, children, được chưa? Học với cô cục thứ hai ha. Cô mời bạn Minh Sơn. Để nói cô là uncle, carpet, carpet. Nào, nói cô như này ha. Carpet. Carpet. Father. Father. Children. And children, 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 children. Tiếp theo á, tiếp theo là station, station, second, second, enter. Từ enter này, sorry các bạn là, trong đây nó có hai từ đây, nó có danh từ các bạn. Từ enter này là động từ, ha, nó đi nhầm trong đây ha. Enter là động từ, ha, nhưng nó còn nhắc một. Từ often này ha, là nó là trạng từ chính thường xuyên ha. Này không phải danh từ, nhưng hai từ này không phải danh từ ha. Rồi, bạn cứ câu từ này, cục thứ hai ha, enter often. Chữ này có hai cách đọc ha, often hoặc là often đều được các bạn, often hoặc là often đều được hết. Rồi, tôi mời bạn Xuân Hồng, bạn cứ câu một này ha. Dạ thưa cô là station, second, enter, often. Ok ha, rồi tiếp. Và cuối cùng nè, jacket, âm j j j nhé các bạn nhớ, j j j ha, jacket, 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 yeah. Tiếp theo là comment,
comment, cái bình luận của mình á, họ có thể bình luận bằng khung chat đó là comment, yeah, comment. Tiếp theo là message, message, cũng chưa các bạn ha, message, message. Tiếp theo là teacher, teacher, âm chưa này nè. Các bạn nhớ không? Hai âm này là cùng với âm này ha, còn âm ch này là cái âm vô thanh nó hơi ra ngoài hết á. Teacher, còn cái này âm này là âm dần 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 dần. Mình chặn hơi lại được, hơi nó vô trong mà ha, dần dần. Message, message. Còn này là teacher, teacher. Ok ha, rồi đọc cho cô đo cái cột cuối cùng ha, cô mời bạn tính. Với cô là jacket, comment, message, picture. Thôi đọc lại cái này, jacket, jacket. Jacket. À, jacket, jacket. Comment. Ok ha, nhớ là nhấn không một. Dấu nhấn các bạn, nhớ là dấu nhấn là các bạn thêm dấu sắc vào cô ha. Dấu nhấn, đây là những dấu này là gọi là dấu nhấn này bạn ha. Các bạn nhớ thêm dấu sắc vào, mình sẽ đọc được hết. Đây là động từ có hai âm tiết ha. Nếu mình học là quy tắc thì danh từ có hai âm tiết thì đa số nó sẽ nhấn âm một các bạn ha. Cô nói là đa số là 70%, khoảng như vậy ha, 70-80%. Chứ không phải là tất cả từ nào, danh từ nào có hai âm tiết nhấn âm một các bạn ha. Nó sẽ có những trường hợp ngoại lệ. À, còn động từ tương tự ha, động từ có hai âm tiết sẽ nhấn âm hai, và cái mức độ này nó phải là không phải là 100% ha, nó là 70-80% thôi. Thì các bạn ví dụ ha, chữ này delete, delete nhấn hai ha, decline, decline, survive, survive, protect, protect, những từ này đều là nhấn âm hai hết ha, protect, survive, decline và delete. Rồi đọc cho cô cái cột này ha, cô mời bạn ha. Duy. Dạ thưa cô là delete, 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 survive, survive, protect. Protect nhâm hai đọc lại. Protect, 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 protect nhâm hai mà. Còn nhâm một là protect đúng không? Còn nhâm hai là protect, protect. Rồi tiếp control, control. Arrive, arrive. Các bạn nhìn tiếng Anh nó dễ đọc này ha. Control, âm O này bạn ha. Control, arrive. Involve, involve. Resolve, resolve. Rồi, cô cô đọc thứ hai ha. Cô mời bạn Gia Huy. Yeah, control, arrive, involve. Resolve, các bạn có cái này ha, resolve. Và chữ này là control, control, control. Ngoài control, chứ không là control nữa ha, control, control, control. Rồi, nhớ ha, danh từ có hai âm tiết thì sẽ nhấn âm 1, động từ có hai âm tiết sẽ nhấn âm 2. Thì các bạn nhấn 2 là thêm cái này nhấn này ha, thêm dấu sắc vào để đọc. Tiếp theo là từ có ba âm tiết. Từ có ba âm tiết thì dấu nhấn nó sẽ nằm bất kỳ âm nào các bạn hát, nhưng mà trong cái ví dụ đây nè, cái ví dụ người ta cho sẵn trong đây thì là nó đều là nhấn nằm âm hai hết, nhưng mà thật ra thì đối với tính từ mà ba âm tiết là nó có thể nằm bất kỳ âm thứ nhất, âm thứ hai, âm thứ ba đều có các bạn ha. Rồi thì làm sao để mình biết được thì mình phải tra từ điển ha, gặp từ nào cũng tra hết. Ví dụ sorry, cái này là đây là không nói tính từ, từ có ba âm tiết chứ không là tính từ các bạn ha. Từ có ba âm tiết hay là danh từ, động từ, là tính từ. Ví dụ như này ha, reduction, reduction ha, thì nhóm hai là reduction. Arrangement, arrangement nhóm hai ha. Audition, audition. Companion, companion, được chưa? Cái là tình cờ thôi các bạn ha, tình cờ là những âm này, những cái từ này có ba âm tiết là nhóm hai hết ha. Chứ không phải là nó chỉ là từ có ba âm tiết nhóm hai nha các bạn. Nó sẽ có những, nó có thể là âm vị trí âm đầu cũng có nha các bạn, âm hai cũng có và âm ba đều có, được chưa? Ví dụ nhân viên á, mình sẽ là employee, từ employee nó sẽ nhấn vào y này ha. Hay là ví dụ như là từ interesting đi ha, interesting thú vị, nó sẽ nhấn một này, nó có ba âm tiết interesting nè, nó có ba âm tiết. Các bạn biết âm tiết không? Âm tiết là nó có cái nguyên âm trong đó. Ví dụ mình đọc là reduction, nó re nè, reduction là nó có ba âm tiết và nó nhấn âm hai ha, reduction, reduction. Hay là cô lấy từ là interesting đúng không, interesting, thì cái từ interesting này nó cũng gì, nó có ba âm tiết ha và nó nhấn âm interesting.
Đây các bạn ha. Nó có ba âm tiếng này. Âm thứ nhất là in này, thứ hai trust này, thứ ba là thing này, nhắn là một cái nhắn này ha. Interesting. Interesting, interesting, được chưa? Cho nên là đối với những từ mà có ba âm tiếng thì nó dấu nhắn nó thì nó nằm bất kỳ ha. Âm đầu cũng có, âm hai cũng có và âm ba cũng có, được chưa các bạn? Rồi. Tập cho cô giúp cô cái cuộc đầu tiên ha, cô mời bạn Gia Huy. Bạn Gia Huy cũng mới kêu rồi không? Mời bạn Thành Nhân. Dạ cô là reduction. Arrangement. Dạ cô là arrangement. Audition. Audition. Companion. Companion. Rồi. Đây ha, discover. Nhóm hai của ha, discover. Rồi. A sample. Tiếp theo là conclusion. Âm này là âm G các bạn ha. Conclusion. Rồi, từ cuối cùng là detective. Rồi, đọc cho cô những từ này ha. Cô mời bạn Như Quỳnh. Chữ cô là discover, assemble, conclusion, detective. Yeah, detective. Rồi, nhớ ha. Từ có ba âm tiếng thì nó có thể là nằm âm đầu, âm hai, âm ba đều có hết nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển sang tiếp theo là phần từ vựng. Mình học cái cách dịch các bạn ha. Nên học từ vựng trước. Maintenance. Từ đầu tiên có từ này ha. Maintenance. Là việc bảo trì, bảo dưỡng ha. Maintenance. Ví dụ the engine is designed for easy maintenance, là cái động cơ này được thiết kế là gì để cho việc bảo trì dễ dàng hay việc sửa chữa nó dễ dàng. Rồi, maintenance. Rồi, như là việc bảo trì, việc sửa chữa. Là cái câu từ này ha, maintenance. Cô mời bạn Hoàng Nam. Maintenance. Đi xe mà làm xì cho cô ha. Rồi, từ thứ hai là có từ là promote. Promote là thăng chức các bạn ha. He was promoted to manager. Anh ấy là được thăng chức lên làm quản lý. He was promoted to manager. Rồi, đọc cái câu từ này ha. Promote. Cô mời bạn Quang Trường. Promote. Okay, promote. Rồi, tiếp theo có từ là nearby. Nearby đó là tính từ nghĩa là gần đây các bạn ha. Ví dụ her mother lived in a nearby town, là mẹ của cô ấy sống ở cái khu vực gần đây ha, sống ở cái thị trấn gần đây. Rồi. Nearby. Đúng có từ này ha, nearby. Nearby nó nghĩa là gần đây các bạn ha, nearby. Cô mời bạn ha. Thanh Nhã. Nearby. Ok ha. Rồi, tiếp mình sẽ luyện tập. Câu ha. Rồi. Câu này mình sẽ dịch như thế nào? Đây là câu hỏi bạn ha, từ where là hỏi gì các bạn? Từ where là hỏi về nơi trốn ha, nó hỏi là ở đâu, được chưa? The account files là gì? Tài liệu khách hàng các bạn, the files là cái tài liệu ha, còn từ account này là có nghĩa là khách hàng. Nó có nghĩa là tài khoản, nhưng mà trong trường hợp này á, nó từ account này một từ nó sẽ có nhiều nghĩa bạn ha, tùy vào cái mình cho phù hợp. Nó có nghĩa là tài khoản này, nó nghĩa là khách hàng ha, nhưng mà trong cái trường hợp này nó nghĩa là khách hàng ha, là những cái tài liệu khách hàng. Rồi, where did you leave the account files? Bạn đang chỉ chúng câu này rồi. Leave này là gì bạn? Leave này nó nghĩa là để lại này ha, hoặc để, nó nghĩa là để lại hoặc là rời đi, được chưa? Các bạn xem nữa coi nào, câu này mình dịch sao đây. Cô mời bạn thử cho cô câu này ha, mời bạn Quang Vinh đi. Dạ, cô là bạn để lại cái địa chỉ của cái file đó ở đâu? Không phải là địa chỉ của file, đây là đã dịch lại từ files này á. Từ files nó có thể là tệp tin, nó có thể là tài liệu nha các bạn. Từ files nó nghĩa là tệp tin hoặc là tài liệu. Có từ account này là cái tài khoản, hoặc là, nhớ là account nghĩa là tài khoản, hoặc là
khách hàng. Các bạn thấy cô ha, từ account này cô sẽ check từ điển cho các bạn xem ha. Thì một từ nó sẽ có rất là nhiều nghĩa, cho nên là khi mà mình tra từ điển á thì mình xem coi thử là cái nó phù hợp với ngữ cảnh của cái câu đó để mình chọn ha. Rồi, từ account mà liên quan tới ngân hàng thì nó liên quan tới tài khoản nè bạn ha. Rồi. A regular customer các bạn, customer này là gì? Khách hàng hả? Khách hàng thường xuyên đến á. Rồi, vậy câu này mình sẽ dịch ra. Các bạn nhớ cô ha, cái quy tắc dịch như này ha, cái đối với cái cụm danh từ á thì mình sẽ dịch từ phải sang trái cho cô. Ví dụ cái này là cái cụm danh từ này thì account files thì các bạn sẽ dịch từ phải sang trái cho cô ha. Là gì? Cái tài liệu đúng không? Tài liệu khách hàng. Rồi đối với cái câu, với một cái câu thì mình sẽ dịch theo chủ ngữ động từ á, là mình sẽ dịch từ trái sang phải nên là gì? À, bạn để này rồi câu hỏi bây giờ là bạn để những cái tài liệu khách hàng ở đâu, để hỏi dịch sau cùng nha bạn. Bạn để những cái tài liệu khách hàng ở đâu các bạn ha. Rồi câu hai là gì? In your mailbox. In your mailbox. Mailbox này các bạn là gì các bạn? Mailbox này là cái hòm thư ha, à, cái thùng thư là tôi đã để nó trong cái thùng thư của bạn ha. In your mailbox, ở trong cái thùng thư của bạn. Rồi tiếp copy là gì? To South America. To South America là ai giúp cô copy được không? South là hướng nào các bạn nhớ không? À, North là hướng bắc, South là hướng nam, West là hướng tây và East là hướng đông. Thôi mình giúp cô copy nè. Ai giúp cô copy? Copy là gì đây? À, mời bạn Hoàng Nam thì giúp cô copy được không? Bạn Hoàng Nam ơi. Thưa cô là ở phía Nam của nước Mỹ. À, là Nam Mỹ ha, đến Nam Mỹ ha. To South America là Nam Mỹ, được chưa? Rồi. Tiếp câu C. À, no, I live nearby. Từ nearby này mình học rồi ha, bạn này giúp cô C ha. À, cô mời bạn Thanh Mai. Thưa cô là câu C là không, tôi sống ở gần đây. Cảm ơn ha. Rồi, các bạn nhớ cô ha, đối với cái dịch câu này mình sẽ dịch là cái cộng danh từ, những nào cộng danh từ sẽ bắt đầu under nè ha, under nè, hay là tính từ sở hữu nó sẽ bắt đầu với cộng danh từ. Đối với cộng danh từ á thì mình sẽ dịch từ phải sang trái, các bạn hiểu không? Đối với cái câu á, câu có chủ ngữ động từ ha, thì mình sẽ dịch là từ trái sang phải. Rồi ví dụ như câu này ha, tôi sống gần đây, I live nearby đúng không, tôi sống ở gần đây ha, thì mình sẽ dịch là từ trái sang phải cho cô nè. Còn cái cộng the account files thì mình sẽ dịch từ phải sang trái ha, tài liệu khách hàng, được chưa? Rồi tiếp câu tiếp theo này, các bạn thấy cái này là cái cụm danh từ ha. The broken window này là cái cụm danh từ nè, được chưa các bạn? Bắt đầu chữ under ha. Hai à, thì đối với cụm danh từ thì mình sẽ dịch từ phải sang trái cho cô ha. The broken window. Window broken là bị hư hỏng các bạn ha, bị hư là bị vỡ gì đó, từ broken đó là bị hư, bị vỡ, được chưa? Rồi bạn nào giúp cô câu số 2 được không? À, mời bạn Thanh Hùng đi, chúng ta có số 2 được không bạn Thanh Hùng ơi? Dạ. Dạ không. Hùng dịch được không Hùng ơi? Dạ. Dịch nữa cô. Đúng rồi. À, ai là người gọi? Rồi, ai mình dịch cái này trước cô ha, cái từ để hỏi là mình dịch sau ha, dịch cái này trước. Nên gọi cho ai khi cửa sổ vỡ à? Đúng rồi, tôi nên gọi cho ai về cái cửa sổ nó bị vỡ, bị hư ha, được chưa? Rồi, tôi nên gọi cho ai ha? Các bạn từ hư này là hỏi là đi với người ha. Rồi, tiếp, coi, the maintenance department. Đây là cái cụm danh từ, các bạn bắt đầu chơi rồi, nếu các bạn thấy không? The maintenance department là cái cụm danh từ. Thì các bạn cho cô từ phải sang trái. Từ department là bộ phận ha, hoặc là phòng ban, nhớ ha. Department là bộ phận hoặc là phòng ban. Rồi, thì maintenance này là gì các bạn nhớ không? Nãy cô nói rồi ha. Học từ bọn này có từ maintenance nè. Ai nhớ dịch của cô A ha? À, cô mời bạn bạn Đạt đi, dịch của cô A bạn Đạt ơi. Dạ cô là gọi cho người bảo trì của căn hộ. Thì department có mới nói nghĩa là gì? Apartment mới là căn hộ nha. Apartment mới là căn hộ, còn department là gì? Department là bộ phận hoặc là phòng ban ha. À, dạ. Phòng ban. À,
Rồi, dịch lại cái comment quen thôi, bạn phát rồi, bạn bạn đạt rồi. Dạ cô là gọi cho phòng ban sửa chữa. Đúng rồi, gọi cho cái bộ phận sửa chữa bạn ha, the maintenance department. Nhớ là cái cụm nhân từ thì các bạn dịch từ phải sang trái, các bạn từ phải sang trái dịch sau lần trước á, được chưa? Rồi. Tiếp cô B ha, try not to leave it open. Try not to leave it open, dịch cho cô B ha. Cô mời bạn Tất Thành đi. Cô là cố gắng đừng để nó mở ra. Đúng rồi ha, cố gắng là đừng để nó mở ha. Try not to leave it open. Rồi, tiếp cô C. Around 9 o'clock. Around 9 o'clock, tiếp cô C ha. Cô mời bạn Gia Huy. Giờ là khoảng 9 giờ. Ok ha, khoảng 9 giờ. Ok ha. Rồi. You ordered more parts for the motor, right? You ordered more parts for the motor, right? Rồi, con này dịch sao đây? The the order là những bạn biết the order không? Là đặt hàng đúng không? More parts, parts này là cái linh kiện các bạn ha, cái bộ phận linh kiện cho cái gì? The motor, motor này là động cơ ha. Hoặc là thì motor này có liên quan tới là xe máy các bạn, for the motor, right? Rồi coi thử là con này sẽ như thế nào. You order là bạn đã đặt ha, bạn đã đặt một số cái linh kiện hay là cái phụ tùng ha cho xe máy đúng không chứ bạn. The motor này có thể là động cơ hoặc là liên quan tới xe máy ha. I promoted him. I promoted him là gì đây? Anh nhớ từ promote hồi nãy mình học không? Promoted him là gì? Để chúc cô câu này các bạn nghe chưa? Trường ơi. Tôi thăng chức anh ấy. Tôi đã thăng chức cho anh ấy ha. I promoted him. Rồi tiếp cô B ha. Thanks is a new model. Thanks is a new model. Rồi đây là một cộng nhân từ, các bạn nhìn từ phải sang trái cho cô ha. Thì model này là mẫu mã ha. Để cho cô B, cô mời bạn ha. Gia Huy. Dạ, cảm ơn. Nó là một cái mẫu mới. Nó là cái mẫu mới ha. Ok. Tiếp cô C ha. Yes, last week. Yes, last week này vậy ha. Là gì? Đúng rồi, là tuần vừa rồi ha. Yes, last week. Rồi. Và tiếp theo ha, a notice is being hung on the post. A notice is being hung on the post. Rồi, notice là cái gì? Cái thông báo bạn ha, is being hung. Từ hung là có ba cái từ hang ha, là treo lên ha. On the post, trên một cái gì? Cái cột của bạn ha, post. Này là cái cột, là cái trụ điện ha, post. Rồi, câu B là gì? The women are walking toward a doorway. Cái từ này nó có hai cái đọc các bạn ha, đọc là toward hoặc là toward đều được hết, đọc cái nào cũng được hết, nhưng mà trong cái này thì cô phiên âm để sẵn là chữ toward ha. The women, nhớ là một người phụ nữ đọc là a woman, nhưng mà hai người trở lên sẽ đọc là women ha. The women are walking toward a doorway là gì, dịch cho cô này thôi. Doorway là cái cửa bạn ha, cái cửa, cái cổng vào, cái chỗ cái cửa vào ha, doorway. Câu B ha, cô mời bạn Cẩm Quỳnh. Thưa cô là những người phụ nữ đang đi về phía cửa. Chính xác ha. Ok. Tiếp cô C. The man is changing a bicycle tire. Bicycle tire, đây là một cộng danh từ, bạn hãy bắt đầu on the này ha, nó là cộng danh từ. Thì mình sẽ dịch từ phải sang trái cô ha. A bicycle tire. Tire là cái lớp xe, còn bicycle là xe đạp. Rồi the change này là thay đổi với bạn ha. Rồi ai giúp cô C này ha. Cô mời bạn Văn Vinh. Văn Vinh ơi. Văn Vinh nghe cô nói không? Cô mời bạn Thanh Hùng, giúp cô C bạn Thanh Hùng ơi. Đó, người đàn ông thay cái vỏ xe đạp, đang thay vỏ xe.
khác ha, những người đâu mày đang thay bài gì, thay cái vỏ cái lớp xe đạp ha. Rồi tiếp câu. A basket is being removed from a cart. A basket is being removed from a cart. Basket là cái rổ các bạn ha. Is being removed là được lấy ra ha. Hỏi cái gì đây? A cart là cái xe đẩy các bạn ha. A cart này ví dụ như là các bạn siêu thị á. Trong siêu thị nó có cái xe mà để mình mua đồ, mình bỏ cái xe đó là shopping cart, được chưa? Thì cart này nó là cái xe đẩy. Rồi, cái này luôn ha. Basket là cái rổ. Rồi, a basket này là cái rổ bạn ha, một cái rổ thì đang được lấy ra khỏi cái gì, cái xe đẩy, cái xe chở hàng ha. Rồi tiếp theo, rồi a shop assistant is giving a man some money. A shop assistant này là người bán hàng các bạn ha. Shop assistant là người bán hàng. Rồi bạn nào giúp cô câu này ha. Shop assistant là người bán hàng. Cô mời bạn bạn Tính, giúp cô câu này bạn Tính ơi. Dạ thưa cô, là cái người bán hàng tặng cho tặng một số tiền. À, tiếp là đưa là tặng đúng không? Yeah. Give the man some money là người bán hàng này đưa cho người đàn ông một ít tiền ha. Give the man some money. Okay. Rồi tiếp câu B. Some people are entering a supermarket. Some people are entering a supermarket. Enter là đi vào các bạn ha. Enter là đi vào, bước vào. Rồi tiếp theo câu B ha. Tôi mời bạn ha. Mời bạn Quang Trung đi ha. Chị có copy bạn Quang Trung ơi. Dạ, nhiều người đang bước vào một cái siêu thị. Rồi, some là một vài ha, một vài người. Some people are entering a supermarket, đang đi vào cái siêu thị. Rồi, tiếp ha, câu C. Cashier. Cashier is putting merchandise into a bag. Merchandise. Merchandise là hàng hóa ha, còn cashier là nhân viên thu ngân bạn ha. Cashier là cái người tính tiền á, người là nhân viên thu ngân ha. Rồi, như chúng câu này là merchandise là hàng hóa. Câu C, cô mời bạn Văn Trung. Dạ, em đây. Rồi, dạ, một nhân viên thu ngân đang đặt hàng hóa vào trong cái cặp. Rồi, vào cái cặp và cái giỏ cũng được ha, a bag. Rồi, tiếp câu D. Some customers are waiting in line. Some customers are waiting in line. Dịch chúng ta có D ha. In line là gì bạn? In line là gì? Hàng á. Hình chữ line là hàng á. Dịch chúng ta có D ha. Cô mời bạn Thành Nhân. Dạ thưa cô, là một vài khách hàng đang chờ ở cửa hàng. À, in line là theo hàng, nghĩa là xếp hàng. Theo hàng. Dạ. Okay, ha. Are waiting in line là này đang đợi theo hàng các bạn ha. Rồi. Hôm nay ha, rồi các bạn nhớ cô nói là cách dịch câu, đây là những cái câu mà liên quan tới phần part 2 các bạn ha. Thì dần dần khi nào mình học được cái phần nghe thì mình sẽ luyện tập những cái câu này. Còn bây giờ là cô chỉ các bạn cách dịch, thì các bạn nhớ cô là đối với cái cụm danh từ các bạn ha, nó sẽ bắt đầu bằng chữ under á ha, thì mình sẽ dịch từ phải sang trái ha, dịch từ phía sau lên trước, được chưa? Còn cái câu á, một cái câu thì mình sẽ dịch là từ trái sang phải, dịch từ trái sang phải. Ví dụ là ha, cashier is putting merchandise into a bag, thì là cái người thu ngân này đang đặt đúng không, cái hàng hóa vào trong cái túi và trong cái giỏ như hạn ha, được chưa? Dịch từ trái sang phải dịch câu, dịch từ trái sang phải. Còn những cái cụm từ thì mình sẽ dịch ra từ phải sang trái ha. Rồi bây giờ mình sẽ qua bài học này hôm nay mình sẽ học về liên quan tới intonation, ngữ điệu ha. Rồi, ngữ điệu câu và cái phân biệt giọng anh Mỹ, anh Úc và anh Canada. Rồi, và luyện tập một đoạn của phòng Part 7. Đầu tiên thì mình sẽ tìm hiểu về intonation trước đó, ngữ điệu câu. Rồi, thì ngữ điệu câu thì các bạn tập trung cho cô ba là ngữ điệu cơ bản mà các bạn thường hay gặp trong bài thi của mình ha. Thứ nhất là rising intonation là lên giọng ha. Mình sẽ lên giọng cuối câu, ví dụ cô hỏi này ha. Are you a student? Bạn có phải là học sinh hay không? À, thì cô nói là are you a student? Are you a student? Thì ngữ điệu cô sẽ lên chữ student, đúng không?
Và khi mà lên ngữ điệu lên giọng á, thì các bạn chỉ cần thêm dấu sắc vào cái âm cuối cùng. Ví dụ từ student này nó có hai âm tiết, đúng không? Từ student là nhấn âm 1, đúng không bạn? Từ student là danh từ này nhấn âm 1, student nhấn âm 1. Nhưng mà khi cô hỏi á, cô hỏi thì cô sẽ phải thêm cái từ mà nó lên giọng á, là cái là lên giọng cái âm cuối cùng của từ đó nhé bạn. Ví dụ từ student nó có hai âm tiết thì mình phải lên giọng một cái âm đình đó. À, mình sẽ nói gì? Are you a student? Are students? Được chưa? Thì câu hỏi thì nó sẽ lên giọng như vậy. Rồi, thứ hai là cái loại ngữ điệu thứ hai đó là falling intonation, là ngữ điệu đi xuống. À, ví dụ nó là what's your name? What's your name? À, cô sẽ hỏi là what's your name? Câu hỏi mà có từ để hỏi thì ngữ điệu nó sẽ đi xuống vậy ha. What's your name? Rồi, tiếp theo là rising and falling, là lên rồi xuống ha. Thường là câu hỏi liên quan tới lựa chọn hoặc là câu liệt kê các bạn ha. Câu liệt kê ra thì nó sẽ là liên quan tới ngữ điệu là lên rồi xuống. Ví dụ là do you like tea or coffee? Do you like tea or coffee? Thì bạn có muốn là bạn uống trà hay là cà phê đi ha? Thì cô sẽ lên tea or coffee. Thì chữ tea cô sẽ lên giọng ha, và chữ coffee sẽ xuống. Được chưa? Thì hôm nay mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn về ba cái loại ngữ điệu này ha. Lên giọng, xuống giọng và lên rồi xuống ha. Rồi. Ví dụ câu đầu tiên là mình sẽ tìm hiểu về là ngữ điệu là đi lên cuối câu các bạn ha. Lên giọng thì thường là câu hỏi yes no ha. Câu hỏi yes no thì ngữ điệu nó sẽ đi lên. Ví dụ câu này ha. Câu hỏi yes no là câu hỏi không có từ để hỏi nha bạn. Câu hỏi yes no là câu hỏi không có từ để hỏi ha. Ví dụ như câu này, do you know where Keiko's office is? Rồi, thì cô sẽ lên giọng cái chữ is này đúng không? Chữ is này cô sẽ lên giọng ha. Và các bạn nhớ cái chỗ này, các bạn chú ý cô là nó có nối âm chỗ này ha. Keiko's office is. Này ha. Chữ giờ này nó nói với chữ office này, Keiko's office, nó là Keiko's office. Và chữ face này là âm sờ cuối nè bạn, nó nói chữ is nè, offices, offices, ha. Rồi, các bạn sẽ nghe người ta đọc cái câu này nữ điệu như thế nào ha. Do you know where Keiko's office is? 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 Các bạn nghe đọc, offices. Do you know where Keiko's office is? Do you know where Keiko's office is? Rồi, chữ giờ này nói với chữ office này là Keiko's office. Rồi, chữ giờ này nói với chữ is Keiko's office is. Keiko's office is. Ha? Nhớ là khi mà lên giọng cuối câu thì các bạn nên nhớ sắc vào cái âm cuối cùng từ đó. Chữ này chữ is cuối cùng đúng không ạ? Office is. Office is. Ha? Do you know where Keiko's office is? Rồi, đọc giúp cô câu này ha. À, các bạn... Lần đầu tiên đọc á thì chắc là nối âm á, thì nối âm nó sẽ xảy ra khi mình đọc nhanh thôi các bạn ha. Còn đọc chậm thì các bạn đọc từ từ luôn. Keiko's office is, đọc từ từ cô cũng được ha. Rồi, tôi mời bạn Cẩm Quỳnh đi ha, đọc chút câu này bạn Cẩm Quỳnh ơi. Dạ thưa cô là do you know where Keiko's office is? Đúng rồi, chính xác ha. Do you know where Keiko's office is? Rồi, tiếp ha, câu số 2. Câu số 2, chữ này nó sẽ lên giọng cuối câu đúng không? Have you gone to the leadership training yet? Đúng không? Chữ yet này nó sẽ lên giọng, các bạn thêm dấu sắc hoặc là dấu hỏi. Nhớ cho cô ha. Khi mà mình lên giọng thì mình sẽ dấu sắc hoặc là dấu hỏi nó sẽ lên. Rồi các bạn nghe cô câu này ha. Have you gone to the leadership training yet? 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 Các bạn nghe được không? À, đọc cho cô Bi ha, cô mời bạn bạn Ngoan đi ha, đọc cho cô Bi bạn Ngoan ơi. Yeah. Have you gone to the leadership training yet? Okay, ha. Have you gone to the leadership training yet? Training yet? Tiếp. Have you gone to the leadership training yet? Thứ ba này ha. Are you available? Thì đây là available ha. Available for the interview. Interview nhé mọi cô, interview next Tuesday. Từ này, từ Tuesday này các bạn ha, từ Tuesday này nó có hai âm tiết mà từ này nhớ mọi cô ha, Tuesday. Nhưng mà trong câu hỏi, đây là câu hỏi yes no này ha, thì ngữ điệu nó sẽ gì đi lên cuối câu thì mình sẽ nhấn vào chữ day này ha. Mình nhớ sắc vô, Tuesday ha. Ví dụ là are you available on an, are you available for an interview next Tuesday ha. Nhớ là thêm dấu sắc vào cái âm cuối cùng ha, từ nó có hai âm tiết đúng không? Mặc dù từ này từ Tuesday này nhá một, nhưng bạn từ Tuesday này nhá một, nhưng mà trong câu hỏi không có từ để hỏi thì những điều nó sẽ đi lên ở cuối câu, mà những điều đi lên ở cuối câu thì các bạn sẽ thêm dấu sắc vào cái âm cuối cùng của từ đó. Từ Tuesday âm cuối cùng là chữ day này ha. Day, Tuesday. Rồi, các bạn nghe thử ha. Are you available for an interview next Tuesday?
Are you available for an interview next Tuesday? Are you available for an interview next Tuesday? Right, are you available for an interview next Tuesday? Next Tuesday. Lúc cô Si ha, cô mời bạn ha. Ngọc Châu. Dạ thưa cô là, are you available for an interview next Tuesday? Next Tuesday. Ok ha. Rồi. Về nhà tập thêm có đọc cái ngữ điệu nó cũng là tương đối chính xác rồi á, mà mình là đọc cho nó lưu loát lên xíu thôi, chứ còn cái ngữ điệu của em nhắn đúng rồi này ha. Tiếp câu tiếp theo. Are you available for an interview next Tuesday? For an interview next Tuesday. Câu tiếp theo ha. Do you have some paper clips I can use? I can use. Do you have some paper clips I can use? Thì sợ này nói với chị ai luôn ha. Paper clips I can use. Do you have some paper clips I can use? I can use. Do you have some paper clips I can use? Rồi, đưa cô đi ha, cô mời bạn Gia Huy. Do you have some paper clips I can use? No, I can use. I'm sorry, quý cô ha. Use. Đúng rồi ha. Do you have some paper clips I can use? Rồi. Do you have some paper clips I can use? I can use. Tiếp theo là falling intonation. Các bạn nhớ ha, câu hỏi này như các bạn quan sát này, câu hỏi không có từ để hỏi các bạn. Còn yes no này nó sẽ ngữ điệu đi lên. Giờ chúng ta câu hỏi của nó là bạn là học sinh đúng không? Câu hỏi là Are you a student? Nha. Yeah. Nhớ cô một câu đó như thế là mình sẽ suy ra điểm câu lại ha. Are you a student? Bạn có phải là học sinh không? Cô không nói là are you a student? Ha? Rồi là Are you a student? Rồi tiếp theo là mình sẽ tìm hiểu cái dạng thứ hai đó là falling intonation, là ngữ điệu đi xuống. Thì ngữ điệu đi xuống thường là cái câu trần thuật hoặc là câu hỏi có từ để hỏi thì thường là ngữ điệu đi xuống bạn ha. Ví dụ câu như này mà câu trần thuật ha, câu bình thường bạn. Ví dụ The store is close to my house. À, ngữ điệu đi xuống thì các bạn có thể nhớ huyền hoặc nhớ nặng hơn cho cái từ cuối cùng của cô thôi ha. Các bạn nghe cô. The store is close to my house. The store is close to my house. Rồi đọc giúp cô ai ha. Cô mời bạn Quang Trung. Yeah. The store is close to my house. Ok ha, chính xác. Rồi cô B nè. The store is close to my house. Last week when it was on sale. Chữ was này là âm giờ cuối bạn ha. Chữ was này là âm giờ, nó mới là âm giờ cuối, nó nói với chữ on nó phía sau luôn ha. Một từ này kết thúc thành phụ âm, là từ theo đồng nguyên âm này. When it was on sale. Ha, nói nhạc đọc nhanh nó sẽ tự nối âm thôi. Last week when it was on sale. Yeah, last week when it was on sale. Rồi, đọc lúc cô B ha. Cô mời bạn Văn Trung. Thưa cô là last week it was on sale. À, when it was on sale, là phải có cụm này ha. When it was on sale. When it was on sale. Đối với cái phần nối âm này các bạn ha, cái phần nối âm đó các bạn để ý cái nguyên tắc cô nói á, để ý ha, đầu tiên là mình để ý trước, sau đó mình tập đọc từ từ ha, mình đọc như này là was on, đọc như was, như on thì là was on. Mình cố tình mình đọc như vậy trước ha, thì sau này á, khi mà bạn đọc nhanh á, là nó tự động nó ra thôi chứ mình không có cố tình đâu. Mình tự động nào, ví dụ cô nói đọc, mình cô đọc bình thường nếu bạn. Last week when it was on sale, when it was, nó giờ cuối nối tập tình, đọc nhanh nó tự nối thôi. When it was on sale. Được chưa? Còn bây giờ nếu mà mình chưa đọc, chưa được cái nối âm đó thì các bạn cũng đọc từ từ ha. Chữ was này, chữ on, đọc là was on. Đọc từ từ như vậy á, was on. Last week when it was on sale. I think it's the same number. Rồi, tương tự cái này. Chữ think, làm khờ cuối nối với chị nè. Think it. I think it's the same number.
I think it's the same number. I think it's the same number. I think it's the same number. I think it's the same number. Rồi, cô C ha. À, cô mời bạn. Mời bạn Hiền Tâm đi, được cô C Vận Tâm ơi. Dạ. Dạ sao? Tâm mới vào đúng không? Được. Dạ, em mới vào được cô ạ. Okay, I think it's the same number. Đọc lại ha, đọc lại cô này. Think it's the same number. Okay, I think it's the same number. I'm calling it. I think it's the same number. I think it's the same number. That's the official logo. That's the official logo. Official. Để bạn nhìn viên phiên âm dễ đọc ha. Official. Official logo. That's the official logo. That's the official logo. That's the official logo. Không, các bạn thấy là nó nhấn nó xuống giọng nó thì cái âm từ logo này nó có hai âm tiết đúng không? Nó sẽ xuống giọng cái âm thứ hai logo, logo. That's the official logo. That's the official logo. Học cho cô D ha, cô mời bạn Đạt. Một câu là that's the official logo. Rồi, cái này là official. Official. Ngoài official, các bạn nhìn vô cái phiên âm này cho đọc cho dễ. Này đúng không? Phi nhớ sắc này ha. Official, official. That's the official logo. Tiếp theo là dạng câu hỏi WH questions. WH questions là câu hỏi có từ để hỏi ha. Từ để hỏi ví dụ là when nè, là where nè, là why, là how, là which, là what, là how. Được chưa? Thì câu hỏi có từ để hỏi thì nó được sẽ đi xuống. Giống như câu này cũng nói là what's your name, đúng không? What's your name? Tên của bạn là gì á? Thì tụi name mới đi xuống ha. Rồi, ví dụ như câu này. When did you buy your new phone? Phone. Nhớ là cái này là không đầu là phone đó bạn, không đầu là phone. Âm O, thêm thêm cái đời cô ha. Phone. Hỏi, nghe ta đọc trước ha. When did you buy your new phone? When did you buy your new phone? Phone. When did you buy your new phone? When did you buy your new phone? Thanh Mai. Cô là when did you buy your new phone? Your new phone. Tiếp cô Bi ha. Where can I find a building directory? Directory. Cái building directory này là ví dụ như các bạn đi vô cái tòa nhà ha, cái tòa nhà lớn á. Thì nó sẽ có rất là nhiều văn phòng trong đó ha, thì nó sẽ có cái danh bạ, cái chỉ cái địa chỉ là văn phòng nó nằm ở đâu á bạn ha, thì gọi là building directory ha, a building directory. Rồi, nghe tôi đọc. Where can I find a building directory? Where can I find a building directory? Where can I find a building directory? Directory. Rồi, đọc giúp cô B ha, cô mời bạn ha. Bạn Nhã, bạn giúp cô B là Nhã ơi. Thưa cô là, where can I find a building directory? Okay, directory. Tiếp cô C ha. Who's going to lead the merger negotiations? Các bạn muốn phiên âm đọc ha. She nè ha. I'm sure không nói ra. Negotiations. Từ này nó có hai dấu nhấn các bạn ha. Dấu nhấn chỗ này và dấu nhấn chính là dấu nhấn này các bạn. Nhưng mà khi mà nó có hai dấu nhấn này thì mình đều đồng có sắc cho cô hết ha. Negotiations. Giờ cuối ha. Như này đọc là merger. Rồi, who's going to lead the merger negotiations? Đi xuống thôi ha. Nghe đọc ha. Who's going to lead the merger negotiations? Who's going to lead the merger negotiations? Who's going to lead the merger negotiations? Bạn nghe đọc merger negotiations. Who's going to lead the merger negotiations? Cô C ha, cô mời bạn Tất Thành. Yeah, who is going to lead the merger negotiation?
Negotiations. Âm giờ cuối cùng hát negotiations. Negotiation. Giờ cuối nữa nha. Này thấy như này là bao nhiêu giờ? Đọc lại cái này em hoàn thành thôi. Negotiation. Ngày hát negotiations. Rồi. Tiếp câu D. How do I contact the financial consultant? Chữ này là financial, ha? Financial là contact. Contact, nhớ mọi câu là contact. Consultant, consultant. Rồi, các bạn nghe ha. How do I contact the financial consultant? 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 Rồi, Google D ha, có mọi bạn. Mời bạn Đạt. How do I contact the financial consultant? Rồi, đọc lại câu chữ này. Financial, financial. Financial. Consultant. Consultant. Contact. Contact. I have contact. Rồi, tiếp theo là câu cảm thán thì mình cũng sẽ xuống giọng ha. Câu cảm thán ví dụ là gì? Câu cảm thán giống thang các bạn. What a cute baby. Là mỗi bé là đáng yêu đúng không? Câu khen các bạn ha. What a cute baby. Thì cái chữ baby này mình sẽ đi xuống giọng luôn ha. What a cute baby. What a cute baby. À, các bạn nhớ là xuống giọng là từ này có hai âm tiếng đúng không? Xuống là xuống cái âm cuối cùng các bạn ha. Xuống âm này là chữ B này ha. What a cute baby. Baby. Đến B ha. What a cute baby. Rồi, này ha. Cô mời bạn ha. Châu. What a cute baby. Hey, what a cute baby. Baby. Tiếp câu số 2 là gì? What an interesting film. What an interesting film. Rồi, các bạn nghe ha. What an interesting film. Film, film. What an interesting film. Rồi, cô B ha, cô mời bạn ha. Mời bạn Duy, đọc cô B, bạn Duy ơi. Dạ, thưa cô là what an interesting film. Interesting, đọc lại luôn này ha. Interesting. Interesting. À, interesting. In này là sắc đúng không? Rồi in này ha. Interesting. Interesting. Rồi, interesting ha. Rồi, tiếp theo là câu mệnh lệnh các bạn ha. Tìm có điều cũng sẽ đi xuống. Ví dụ như này ha. Let's discuss the building designs this morning. Là chúng ta hãy thảo luận về cái thiết kế của cái tòa nhà sáng nay ha. Let's discuss the building designs this morning. Let's discuss the building designs this morning. Let's discuss the building designs this morning. Rồi, đọc câu A ha, cô mời bạn ha. Hồi nãy giờ có ai cũng chưa gọi tên không các bạn? Các bạn nào chưa gọi tên, chưa được gọi tên thì lên tiếng ha. Rồi, cô mời bạn Anh Thư đi ha, đọc câu này bạn Anh Thư ơi. Let's discuss the building design this morning. À, designs. Hôm giờ cuối qua designs this morning. Rồi. Have a seat by the window. Have a seat by the window. Have a seat là ngồi xuống ạ. By the window, ngồi ngay gần cái cửa ạ. Have a seat by the window. Have a seat by the window. Window. Ngồi xuống ạ. Have a seat by the window. Rồi, đã có cô B ha. Cô mời bạn ha. Sơn. Đấy cô B bạn Sơn ơi. Như cô là have a seat by the window. Okay, have a seat by the window. You sit down, đi dài bạn ha. Tiếp, please close it. Ở trên tờ chữ close này âm giờ cuối ha. Close này là âm giờ cuối, nói với chữ it là close it, close it. Please 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 close it. Bạn nghe nào, please close it. Ở đâu có câu C ha, cô mời bạn ha. Bạn nào vô tay á, bạn nào mới vô tay á. Mà bạn Gia Huy đi ha, bạn cho cô này, bạn Gia Huy ơi. Please close it. Close it, bạn close it. Please close it. Ok ha. Please close it. Tóm lại nãy cái những nào là xuống giọng ha. Thứ nhất là như bạn câu trần thuật, là một câu bình thường á, câu nói bình thường á. Thì
thì nó sẽ xuống giọng, ví dụ my name is Nhàn chẳng hạn á, tên cô á, my name is Nhàn đúng không, thì con sẽ xuống giọng ha, chứ không là my name is Nhàn gì là không có lên giọng cuối câu được, nhớ ha, xuống giọng. Câu trong phần là sẽ xuống giọng. Thứ hai là câu hỏi WH questions, là câu hỏi có từ để hỏi, ví dụ là what's your name thì chữ name sẽ xuống ha. Và thứ ba là những bạn thứ ba là câu gì mà sẽ xuống giọng đây, là câu cảm thán ha, câu cảm thán, ví dụ là what a cute baby ha, what a beautiful dress, cái đầm thật là đẹp ha, mình khen người ta what a beautiful dress, một cái đầm thật là đẹp, thì đó là mình sẽ xuống giọng đúng câu ha. Tiếp theo là câu mệnh lệnh ha, câu mệnh lệnh, ví dụ như này, have a seat by the window, là hãy ngồi xuống gần cái cửa đi ha, please close it, đóng nó lại chẳng hạn ha, thì câu mệnh lệnh thì mình cũng là xuống giọng, được chưa? Còn câu hỏi mà không có từ để hỏi thì mình sẽ lên giọng á. Ví dụ là are you a student, are you a student, thì mình sẽ lên giọng cái câu. Và lên giọng như cô là lên giọng, ví dụ cái từ student này á, nó có hai âm tiết, thì các bạn lên giọng một cái âm cuối cùng nha bạn. À, student này nó sẽ lên, mà sẽ lên được cái âm đình á. Mình thấy mình có sắc vào cô, are you a student, are a student, đúng không? Nhớ ha. Còn xuống giọng thì các bạn thêm dấu huyền một chỗ nặng, lên thì em mới sắc một câu hỏi, xuống thì thêm dấu huyền một chỗ nặng. À, tiếp theo là ví dụ là rising and falling intonation, là lên rồi xuống, bạn ha, lên rồi xuống thì thường là nằm trong mấy câu liệt kê này hoặc là câu lựa chọn ha. Rồi ví dụ câu đầu tiên này ha, do you work in marketing or public policy, thì từ marketing này nó sẽ lên ha, thì các bạn thấy từ marketing này nhá, một các bạn nhìn thấy không, nhưng mà khi mà mình đọc nhấn giọng á, khi mà lên giọng á thì mình sẽ nhấn vào cái âm gì, âm nào, âm cuối cùng. Từ marketing này nó có ba âm tiết đúng không, thì sẽ mới nhấn vào cuối cùng là âm này ha, âm thứ chín nè, do you work in marketing or public policy, được chưa, lên chỗ này ha và xuống như này, policy c và thêm dấu hiệu đúng không, c, được chưa, do you work in marketing or policy, chỗ này nếu mà giọng anh sẽ là marketing, còn anh Mỹ sẽ là marketing, thì chờ đổi gì đâu các bạn ha. Rồi các bạn nghe nè, do you work in marketing or public policy, do you work in marketing or public policy, do you work in marketing or public policy? Hi, do you work in marketing or public policy? Do you work in marketing or public policy? Các bạn đợi một xíu nha các bạn. Sorry các bạn ha. Rồi. Giờ mình tiếp tục cái phần này ha. Do you work in marketing or policy? Các bạn nghe lại cô ha. Do you work in marketing or public policy? Do you work in marketing or public policy? Rồi, nghe rồi. Marketing, để chờ lại đi đợi. Marketing or public policy? Rồi, tập giúp cô câu này ha. Cô mời bạn ha. À, Thành Nhân. Tập giúp cô này bạn Thành Nhân ơi. Đó cô là do you work in marketing or public policy? À, marketing, các bạn nhấn vào chữ ting á, đánh sắc được qua marketing, ting. Marketing. Rồi, do you work in marketing or public policy? Yeah, marketing or public policy. Rồi. Do you work in marketing or public policy? Nghe đó bạn, cái trò này đối với đời đó, gặp anh Mỹ là làm đường đời, marketing or public policy. Tiếp câu thứ hai trên tận á, Have you been selling more orange juice or apple juice? Orange juice or apple juice? Orange juice or apple juice? Được chưa? Thì mình sẽ lên chỗ này ha. Orange juice or apple juice? Lên vào chữ juice này và xuống này ha. Chữ juice này đuôi xe mình sẽ làm xì cho cô ha. Orange juice or apple juice? Have we been selling more orange juice or apple juice? Orange juice or apple juice? I'm sorry, nói với chữ O luôn ha. Orange juice or apple juice? Rồi, đọc giúp cô B ha, cô mời bạn ha. Quang Trung. Yeah. Have we been selling more orange juice or apple juice? Okay ha, chính xác, cảm ơn em. Have we been selling more orange juice or apple juice? C ha, tương tự. Đây là sự lựa chọn các bạn ha, lên và xuống. Which one, indoor or outdoor seating? Các bạn nhớ là lên là nó lên. Từ này ha, indoor là nhắm một bạn thấy âm, nhưng mà khi mà cô đọc trong câu này ha, thì nó sẽ nhắn cái gì? Âm 2. Indoor là cái này ha. Would you like indoor or outdoor seating? Or outdoor seating. Xuống cái này ha. Seating. Thành có hiện như cô. Seating.
Rồi, các bạn nghe câu này ha. Would you like indoor or outdoor seating? 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 Indoor or outdoor seating? Được chưa? Nếu nhấn nó riêng mình nhấn nó đó thì mình thấy dấu sắc hoặc là dấu hỏi. Nếu cho cô ha, còn không nhấn thì thêm dấu hiền chỗ nặng. Lên nếu như nhấn là lên đó bạn ha. Would you like indoor or outdoor seating? Rồi đặt lúc cô C ha, cô mời bạn ha. Văn Trung. Yeah. Would you like indoor or outdoor seating? Yeah. Would you like indoor or outdoor seating? Tiếp câu D ha, đây là câu liệt kê nè bạn ha. Tương tự câu liệt kê thì ngữ điệu nó sẽ đi lên hết, cái từ cuối cùng nó sẽ xuống ha. Ví dụ she bought bread, cheese, oranges and apples. Được chưa bạn? Bread, cheese, oranges and apples. Thì cái ba cái này nó sẽ lên ha, còn cái cuối cùng nó sẽ xuống. Rồi các bạn nghe cô ha. She bought bread, cheese, oranges, and apples. Yeah, she bought bread, cheese, oranges, and apples. Rồi, đọc cô câu này ha. She bought bread, cheese, oranges, and apples. Đây là ăn cheese mà, bây giờ ha, oranges and apples. À, cô mời bạn ha. Nhã, đọc cô này bạn Nhã ơi. Cô là she bought bread. Cheese, orange, and apple. À, chỗ đây là oranges. Orange. À, hay là nó có từ này là đọc thêm s vào là is, đúng không? Thì nó sẽ có ba âm tiết là oranges, các bạn ha. Oranges. Nhưng mà hay là nhấn thấy nó lên giọng, cho nên là sẽ đọc là lên âm cuối cùng thì là âm cuối cùng là âm cheese này ha. Oranges, oranges and apples. Oranges and apples. Yeah. She bought bread, cheese, oranges, and apples. Oranges and apples. Oranges and apples. Nhớ ha, câu ngữ câu liệt câu mà ngữ điệu lên rồi xuống thì cái là câu lựa chọn này ha. Có lựa chọn chữ O này các bạn ha, chữ O này. Được chưa? Hoặc là câu liệt kê, ví dụ câu này ha. Thì câu liệt kê thì tất cả nó đều lên hết, cái từ cuối cùng thì nó sẽ xuống. Từ cuối cùng là cái này ha, apples xuống ha. She bought bread. Rồi, tiếp. Tiếp theo là câu hỏi đuôi. Thì câu hỏi đuôi nó sẽ có hai dạng các bạn mình chú ý ha. Câu hỏi đuôi á, nếu mà là mình đã cái câu mà mình nêu lên cái quan điểm của mình các bạn ha, mình nghĩa là cái comment của mình á, cái lời nhận xét bình luận của mình á, thì nó sẽ là ngữ điệu đi xuống và mình nghĩa là mình hỏi nhưng mà mình biết câu trả lời rồi các bạn ha. Thì có ví dụ là that was a short movie, wasn't it? À, đó là bộ phim ngắn đúng không? Mình đã biết mình thấy bộ phim này ngắn, mình muốn là nói lại để người ta confirm lại thôi, người ta xác nhận lại thôi chứ không phải là sự thật câu hỏi. Thì là ngữ điệu nó sẽ đi xuống. Còn nếu mà câu hỏi đuôi nhưng mà mình chưa biết câu trả lời các bạn ha, mình hỏi người ta lại mình chưa chắc chắn á, mình hỏi lại người ta thì mình có điều đi lên á, thì nó nghĩa là chưa xác định được cái câu trả lời, cho nên thì mình sẽ dùng là có điều đi lên. Ví dụ that was a short movie, wasn't it? Câu này trước này ha, câu này á là được cái comment của mình ha, được cái bình luận của mình ha, đó là một bộ phim ngắn đúng không? À thì mình sẽ làm cái điều đi xuống này ha, nghe nè. That was a short movie, wasn't it? Wasn't it? Các bạn nghe chữ đi xuống không? Wasn't it? Ha. Còn cái câu này, các bạn thấy ha, câu này là you gave the customer the bill, didn't you? Thì cái câu này là câu gì bạn đã đưa cái hóa, đưa cho khách hàng cái hóa đơn đúng không? Người ta không có chắc, người ta hỏi lại và người ta cần câu trả lời cho câu này ha. Thì cái câu này thì cái điều nó sẽ đi lên là nó sẽ nhắm vào chữ you, didn't you? Didn't you? Các bạn sẽ nghe ha. You gave the customers the bill, didn't you? Didn't you? Các bạn thấy nó khác biệt không? Còn câu trên này ha. That was a short movie, wasn't it? Wasn't it? Did là nó đi xuống, mình cho bạn. Thường là những câu mà đưa ra cái comment, cái bình luận á, đưa ra cái bình luận hay là đó là một bộ phim hay chẳng hạn á. That was an interesting film. And that was a good film. Wasn't it? Ha? Đưa ra cái bình luận của mình á thì nó sẽ là thường là cái câu đó là ví dụ nó sẽ đi xuống á và đưa cái câu hỏi đuôi nhưng mà là mình không chắc, không tin trả lời, không chắc á, cái này không chắc mình hỏi lại đúng không? À, mình sẽ dùng cái điều đi lên những câu hỏi bình thường, những câu hỏi yes no các bạn ha, những câu hỏi mà nãy mình đọc are you a student ha, những câu vậy đấy ha. Rồi bây giờ mình sẽ luyện tập cho cô câu này trước ha. That was a short movie, wasn't it? Wasn't it? Những điều đi xuống cho cô ha. That was a short movie, wasn't it? Rồi cô mời bạn Như Quỳnh đọc cho cô câu này bằng Quỳnh ơi. Cô là that was a short movie, wasn't it? Ok ha. Rồi câu thứ hai.
You gave the customers the bill, didn't you? Didn't you? Là nó nói anh nó bạn chữ chờ này với chữ giờ này nó sẽ là anh chờ giống như là chữ chờ trong từ watch các bạn ha. Hay là từ children á, chữ chờ giống vậy. Didn't you? Ha. You gave the customers the bill, didn't you? Thì các bạn chữ you này nó sẽ là chữ ha. Didn't you? Didn't you? Rồi đặt chữ cô B ha, cô mời bạn trường. You gave the customer the bill, didn't you? À, didn't you? Rồi, các bạn nhớ câu là cái câu hỏi đuôi á, thì ở phía trước là khẳng định thì phía sau sẽ là phủ định các bạn ha. Trước khẳng định thì sau phủ định. À, động từ to be thì thêm mắt được tiếp vào, nhưng mà động từ thường để mượn trợ động từ. Từ gave là quá khứ đơn này, cái này là được mượn quá khứ đơn trợ động từ là did, thêm mắt hoặc là didn't ha. Didn't you? You gave the customers the bill, didn't you? Ha, tương tự. Your ally has an overnight flight to Delhi, doesn't it? Your ally has an overnight flight to Delhi, doesn't it? Yeah, thì mình sẽ lên giọng vào chữ it nè các bạn ha. Doesn't it? Rồi, các bạn nghe cô ha. Your airline has an overnight flight to Delhi, doesn't it? Your airline has an overnight flight to Delhi, doesn't it? Rồi, các bạn có thể ha, nè, airline, nè, overnight flight to Delhi, nè, Delhi các bạn ha. Bạn xe mà bạn Hoàng Nam, được xe của Hoàng Nam thôi. Dạ, dạ có. Dạ, your airline have an overnight flight to Delhi open, doesn't it? Doesn't it? Okay, ha. Your airline has an overnight flight to Delhi, doesn't it? Doesn't it? Your airline has an overnight flight to Delhi, doesn't it? Oh, cuối cùng. You can't get a scenario flight, can you? Can you? Ha, mình sẽ là giữ you của cuối cùng ha. You can't get us an earlier flight, can you? You can't get us an earlier flight, can you? Rồi, cô mời một bạn làm cô đi ha. Cô mời bạn ha. Ngoan, cô đi bạn Ngoan ơi. Yeah. Okay. Rồi, đọc với cô G ha. You can get us an early flight, can you? An earlier flight. Đọc với cô phần này ha. An earlier flight. An early flight. À, chữ này là sẽ sánh hơn các bạn. Early và sánh hơn nó là gì? Earlier. Đọc lại ha. Earlier. Earlier. Earlier flight, can you? Okay ha. You can't get us an earlier flight, can you? You can't get us an earlier flight, can you? Can you? Nhớ ha. Câu hỏi đuôi thì nó sẽ có hai loại như bạn lên giọng hoặc xuống giọng. Nếu mà các bạn câu thông tin bạn chưa biết, nó giống như câu hỏi mình hỏi mình thì mình chưa chắc chắn mình hỏi lại người ta thì nó sẽ là giống như câu hỏi yes no bình thường á, thì cứ điều nó sẽ đi lên. Giờ là cuối câu ha. Còn cái câu nào mình đưa ra cái gọi là mình chỉ cần người ta xác nhận đồng ý vậy thôi. Ví dụ như câu này ha, đưa ra cái quan điểm của mình á, đưa ra cái bình luận, cái đánh giá của mình á, thì mình sẽ dùng là câu hỏi đuôi này, xin ngữ điệu nó sẽ đi xuống ha. Ví dụ that was a short movie, wasn't it? Ha, wasn't it? Thì cái chữ it này nó sẽ đi xuống cho câu là wasn't it các bạn ha, là wasn't it, wasn't it, được chưa? Rồi. You can't. Tiếp giờ mình sẽ luyện tập hôm nay ha. Câu này ngữ điệu sẽ như bạn đi xuống ha, câu hỏi có từ để hỏi nè, các bạn nghe. Number 7. When did you buy your new phone? When did you buy your new phone? Phone. Now, when did you buy your new phone? Rồi, đặt cái câu số 7 ha. Cô mời bạn Sơn. When did you buy your new phone? Your new phone. Phone. Number 7. When did you buy your new phone? Tiếp câu ai này ha. Câu ai là câu gì bạn? Câu khẳng định đúng không? Câu trần thuật á, thì cái điểm sẽ đi xuống á. The store is close to my house. A. The store is close to my house. The store is close to my house. Đọc với cô ai ha, cô mời bạn Tâm, mời Hiền Tâm. The store is close to my house. Ok ha, nhớ là bằng is, đây là house. Đọc bạn cô hai cái này ha, is. Is. House. House.
A. The store is close to my house. Tiếp câu B này. Last week when it was on sale. Last week when it was on sale. B. Last week when it was on sale. When it was on sale. Rồi, đọc câu B ha, câu mời bạn ha. Thanh Mai. Cô là last week when it was on sale. C. I think it's the same number. I think it's the same number. I think it's the same number. Mời bạn Ngô Duy. Dạ thưa cô là I think it's the same number. I think it's the same number. Để câu này mình trả lời gì các bạn? Đây là dạng câu hỏi trong phòng phát sư của bạn ha. Đây là dạng câu hỏi trong phòng phát sư này ha. When did you buy your new phone? When did you buy your new phone? Câu hỏi là gì? When là thời gian đúng không? Thì mình coi thấy câu này là thời gian đây các bạn. Câu B đúng không? Last week when it was on sale ha. Tuần vừa rồi khi mà nó giảm giá ha. Rồi. C. Tiếp. Tiếp theo ha. Number 8. Do you know where Keiko's office? Câu này nộp thiếu rồi. Where? Do you know where Keiko's office is? Này để mình học mà mình tập nếp vào mình lại có rồi ha. Do you know where Keiko's office is? Đây là câu hỏi không có từ để hỏi như vậy sẽ đi lên ha. Đó là đọc lại của câu này ha. Cô mời bạn Như Quỳnh. Do you know where Keiko's office is? Rồi ha. Number 8. Do you know where Keiko's office? Rồi câu B, câu A này ha. That's the official logo. That's the official logo. Câu khẳng định đúng không? Thì tôi đi đi xuống. A. Hey, that's the official logo. A. That's the official logo. Logo. Huh? That's the official logo. That's the official logo. Rồi, cô mời bạn Gia Huy đọc lại của cô này bạn Gia Huy ơi. That's the official logo. Okay, huh? Rồi, câu B. B. To reserve a room. To reserve a room. To reserve a room. Câu này cũng điểm xuống ha. To reserve a room. Câu mời bạn tính. Đập cái câu này bạn tính rồi. Cái câu là to reserve a room. To reserve a room là để đặt phòng trước các bạn ha. To reserve a room. Rồi tiếp câu C là gì đây? C. It's on the second floor. It's on the second floor. It's on the second floor. I'm sorry, nó mới chỉ on. Sorry, it's on. It's on the second floor. Là nó nằm ở trên gì? Trên lầu 2 các bạn ha. It's on the second floor. Rồi đặt cái câu C đi ha. Cô mời bạn ha. Thành Nhâm. Dạ có là it's on the second floor. Hay ha. Vậy con này mình trả lời cái gì các bạn ha? Là do you know where Keiko's office is? Bạn có biết là bên phòng của Keiko ở đâu hay không? Thì nó hỏi liên quan tới gì? Ở đâu đây các bạn? Thì câu nào là liên quan tới nơi chốn này? Đáp án là câu C ha. It's on the second floor. Nó trên gì? Trên lầu 2 ha. Rồi. C. Rồi, câu này các bạn ha. Câu hỏi này để mình học câu hỏi đuôi nè. Number 9. That was a short movie, wasn't it? That was a short movie, wasn't it? Huh? Wasn't it? Đây là đưa ra cái comment, cái bình luận, cái phần nhận xét. Thì câu này là cái đường nó sẽ đi xuống bạn ha. That was a short movie, wasn't it? Number 9. That was a short movie, wasn't it? Rồi, cô mời bạn ha. Anh Thư đọc lại câu này bạn Anh Thư ơi. That was a short movie, wasn't it? A. The theater on Glen Road. The theater on the Glen Road. The theater on the Glen Road. On Glen Road. Rồi, đọc cho cô A ha. Cô mời bạn ha. Quang Trung. Yeah, the theater on Glen Road. Okay, ha. B. You're right. It was only an hour. You're right. It was only an hour. It was only. Cái này đọc là only các bạn ha. Cái này là only. Chứ không là only đâu ha. Only. Âm U á.
Cái giờ này nói với chị only, it was only, ha? It was only an hour. Chị hát này câm các bạn ha, nó chỉ nào nói với này luôn. An hour D, you're right, it was only an hour. It was only an hour. Rồi, đọc cô B ha, cô mời bạn ha. Như quần. Dạ thưa cô là, you're right, it was only an hour. Đúng rồi ha, thế là you are với tác động là you're right, it was only an hour. D, you're right, it was only an hour. D, I must have misplaced it. I must have. Chị hát này nó cầm nó là must have. I must have misplaced it. Misplaced này là âm sờ cuối nha bạn ha. Thêm đi vào rồi âm thờ. Đúng không? Âm sờ là âm S này là vô thanh ha. Cho nên thêm đi vào thêm chắc nó là đi. Vô thanh đi với vô thanh là âm thờ. Misplaced. Được chưa? Rồi cái thờ này nói với chị luôn ha. Misplaced it. Misplaced it. Rồi đọc lại nghe. Tôi đọc lại ha. Nhớ là must have này ha. Chị hát ra. Mắt chị hát đi ha. Must have. Misplaced it. I must have misplaced it. I must have misplaced it. Rồi, đọc cái câu C ha, cô mời bạn ha, Hiền Tâm. Dạ, I must have misplaced it. Misplaced it, ha, cái thờ này nói với chị ạ, thì sao đấy bạn ha? Misplaced it. I must have, cái này là must have. Còn đọc nếu mà đọc từ ra thì chỉ là must have đúng không bạn ha, nhưng mà khi đọc nhanh nó sẽ nói âm bạn đọc là must have, I must have misplaced it. Ok, vậy câu này mà coi là mình trả lời đúng không bạn? That was a short movie, wasn't it? Đó là một bộ phim ngắn đúng không? Nó đưa ra cái lời bình luận đúng không bạn? Thì câu này coi là the theater là cái rạp hát trên đường Glen Road. Câu B là you're right, đúng rồi ha. Bạn nói đúng á. It was only an hour, nó chỉ có một tiếng thôi. Câu C là I must have misplaced it. Có lẽ là tôi là gì? Chắc hẳn là tôi đã gì bỏ để nhầm nó đâu đó rồi ha. Misplaced đặt để ha. Miss này để nhầm ha. Để nó nhầm đâu đó rồi. Được chưa? Vậy câu này mình trả lời là câu B ha. Rồi. Còn tiếp theo là mình sẽ dừng lại đây, hôm sau mình sẽ học tiếp nha các bạn ha. Cái phần còn lại là sẽ còn cái phần câu tập này mình với lại cái phần phân biệt giọng Anh Mỹ, Anh Úc, Anh Canada, các bạn về nhà xin trước cho cô đi ha. Hôm sau mình sẽ tiếp tục. Rồi, bạn nào có câu hỏi gì về học ngày hôm nay không các bạn? Có câu hỏi gì không? Bài tập về nhà, nhớ làm bài tập về nhà trên app nha. Hôm nay cô thấy nó có 25 bạn làm bài về nhà thôi, những bạn còn lại vì sao chưa làm tập về nhà. Cô sẽ mở gia hạn ha, là tới ngày 17 ha, tới tối ngày 17 các bạn về nhà làm, những bạn nào chưa hoàn thành thì các bạn hoàn thành lại cô ha.